sẽ cái đấy đó cá và kiện nâng chùm riêng chuôn đồng nặng chắp bị thay xài đọc ram cát bênh bộ đồ mây khải mía thay à tất mười rối thay chán bì rối thay ẩn kia bầy rối nâng thay bút buồn rối khải mía nằm thóc banh cho xạ bút thơ xạ cả đại bì bón bàm rồi học sắp bàm bí đại trái nâng thay tì mập hay buồn tì mập hay bàm tì mập hay bàm bụi tì mập hay bàm bí nâng tì mập hay bàm bầy khai cổng phẹ nằm bì bón mập hay buồn khang bốc đi tỏ tử nông bút thơ xa xa nạ mật đô nây vót trò bèng chú so so mùi rồi bàm bẫy song cát xâm rộng rộng khăn bố sản chỉ riêng chết thế ní nụm bình miễn bà rốt vơ nơ mò ha bị thị bốn thông thông xâm khăn xâm khăn chấm nuôn bàm bốn cử mùi bốn miệng khả bổ chía bì bốn sốt sát chế cùng bì bác trái bế đọc bà chạm chân nằm bảy bốn chlông bà bốt bà để ma nâng tên bà niềm chấm mua nơi bút thơ bò đề sát, nẹ cho bà cháy cỏ sàng. Bốn, bốn mô ha bút thế phì sạch, bà bút bà đề ma trùng phụ tùng bọn đôi đắp rằm bầy mạch đài sang bịt mò phụ nũng. Đồng co tốt chia ra tà nạ xâm bạc phàu cá, xâm ra bút thơ xa xa nực khmai khai mạ rạ chiệt, nhiết bà thọ đài nì môn nâng anh chơi một bì cực tư tàng rằm bầy, đà bây xoài bốn, bán nạ ma sạc ca thoai bằng cúng, cổ rốt bồ chìa, nông bút thép mật đồ vót trò bèng chuộc ní tó riêng từ nâng tì prám bôn ốc bà tìp bôn đáy bà tìp đoàn hai bà tìp đá chân cọm ông côi sà mà thị nâng ốc rộng chật rồi dạ bê buôn dục nâng prám ngày đá nâng chiên chôn bậc đỏ nê bê cháp cháp khẳng mục ní à sai đi ban bất thay ra để ca tù thoái nâng chùm riêng chôn chìa bó ra miền đi cả nẹ ca mà ca riêng trong một hai bị thị bốn có đôi chìa cả nẹ ca mà ca sàng sóng bố chìa nê dìa than thản phụng lòng có bà bút bà đề mà tụng tụng đi có xôn thua sự cái đấy ông tiểu níu chồng bố một hai bút thầm bò đề sạt nhôm nhiệt là thỏ tàng khăn ông nâng cao bà rìa chìa này chạc công bộ chìa xôn mấy ta rốt rùm khỉa xa chìa mấy nơ kìa chông cơ bọc ọc đọc bây cho ruộm cho co sang bằng hời nâng bằng chọc nếu bà bút bà đề mà đây cũng bông tại khoa khát thạ bì ca sàng sóng nê bê kháng cỏi ní đối chìa mùi rất tấn hạ bà lạng nơi khoa chậm nuốt lóc ra mùi chú mùa khăn ông mùi chú mùa mùi chú mùa lại bây rối đồ là bí bà bút bà đề mà trùng túng nơi khoa chú mùa chiếng đạp lạ chậm nuốt rằm bì bón đồ lá bà kết chỉ chú mùa nơ khoa chùm nguồn ha sắp chú mùa tiệt xò xò à kia thản trúng đại xâm ra bọ bật bản tí đồng có bà bút bà đề màn đi nơ khoa chùm nguồn đọc đàm xò xò nì nông mùi đá mùi đàm lại mùi bón rằm rối đồ lá bà nhôm nhiệt rạp hai miếng ca chạp rõm trong châu ruộng cỏ sáng tại khoa thuần thiệt nốt nốt cái nét ca mà ca sáng sóng có bác tu liếp là kền chún ai bất thơ bỏ đại sát ai châu ruộng chóp đi xảy nông ca cỏ sáng kháng lơ đi bán tam lạc thiệp nâng sở thiết thuần thiệt bồ miên cầm nọt lời tâm nét tâm nông xa xua bỏ đại miên bực xá rưu châu bà chạy cỏ sáng một nhóm bà ca rõ ná thỏa thiệp tam lì dạ lấy tù sạp lấy sôn đọc bỉ pram mùi rôi học sập, nâng pram rôi hạ sập, đòn tiết xôn tọc bỉ, pram mùi rôi học sập, nâng pram rôi hạ sập, rứ xôn tọc pram, pram mùi rôi học sập, nâng pram rôi hạ sập, xôn á lụ mù tiện nghiệp bôn mô ha bụt thiê bì say bà bụt bà đê ma trung tùm bôn đòi đắp rằm bầy mai cực cực bà ong nâng cực cực ni thăm măng xa ra năng khát cha mi thăm khăn xa ra năng khát cha mi niêng trâu mê tạ bột
ព្រះមេត្តាក្មេកនិងព្រះមេត្តាក្មេកមួយទៀតបើអ្នកណាសម្គាល់ថានឹងធ្វើជាប្តីនាងនាងចូលបម្រើអ្នកនោះដោយគោរពចុះខណ្ឌបើគ្មានគេសម្គាល់ថានឹងធ្វើជាប្តីនាងទេការនាងប្រាប់ប្រាស់អំពីយើងទៅហើយនាងចូលស្វែងរកប្តីដទៃទៀតចុះកុំឲ្យនាងលំបាកព្រោះប្រាប់ប្រាស់អំពីយើងឡើយខណ្ឌខ្សែរឿងទី 231 សេចក្តីសង្ស័យនឹងជីវិតរមែងមានដល់យើងដែលនៅម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃធំខណ្ឌខ្សែរឿងទី 243 ព្រះរាជបុត្រីទ្រង់ប្រណិមមន្ត្រីមានអវយវៈល្អទាំងអស់នាងបានក្រាបទូលព្រះវិបាទវេសន្តរនោះថាថ្វីក៏ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះវិចារដែលមិនធ្លាប់មានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅព្រះវិចារដ៏អាក្រក់អ្វីម្ល៉េះ ខានបបិទ្ធមហារាជដំណើរនោះមិនត្រូវតាមធរទេត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅតាមមួយព្រះអង្គឯងបបិទ្ធក្សត្រព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅតាមផ្លូវនោះដែរខានសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គក្តីសេចក្តីរស់នៅតែប្រត់ប្រាសចាកព្រះអង្គក្តីសេចក្តីស្លាប់នោះឯងប្រសើរជាងខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅតែប្រត់ប្រាសចាកព្រះអង្គមិនប្រសើរទេខានខ្ញុំម្ចាស់នឹងដុតភ្លើង ឲ្យមានអន្តរឆេះមូលទ្រលោមសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងនោះឯងប្រសើរជាងខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅតែប្រត់ប្រាសព្រះចាកព្រះអង្គមិនប្រសើរទេទំព័រលេខ 113 សត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតកទ្វេទស្សមភិមេដំរីតែងដើរតាមដំរីឈ្មោលដែលមានភ្លុកល្អដែលនៅក្នុងព្រៃកាត្រាច់ទៅក្នុងជ្រោះច្រឡងភ្នំស្មើខ្លះ มันสมัยคลาสอย่างนะไม่ขันขยมจ้าหนึ่งดอมบดต่างหลายตาตามร้อยพระองค์ย่างหนุกได้ขยมจ้าจีสไรได้พระองค์จึงจำบ้านโดยงี้มันแม้นจีสไรได้พระองค์จึงจำบ้านโดยกรอเตขันสายเรื่องที่ 243พระองค์กาโตเคยกมาแต่งนี้ได้เมียนสำเร็จปีรุ่นในยี่สำเร็จจีตีสลังอังกุยกบายกลมเชิญนึงมันระลึกเรียกเจ้าสมบัติขัน ព្រះអង្គកាលទតឃើញកុមារទាំងនេះមានសម្លេងពីរោះនិយាយសម្ដីជាទីស្រឡាញ់កំពុងលេងក្បែរគុំឈើនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌព្រះអង្គកាលទតឃើញកុមារទាំងនេះមានសម្លេងពីរោះនិយាយពាក្យជាទីស្រឡាញ់ក្នុងអាស្រមជារមណីយដ្ឋាននិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌព្រះអង្គកាលទតឃើញរាជ្យកុមារទាំងនេះមានសម្លេងពីរោះ និយាយពាក្យជាទីស្រឡាញ់កំពុងលេងក្បែរអាស្រមជាទីត្រេកអរនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌព្រះអង្គកាលទតឃើញកុមារទាំងនេះពាក់កំរងផ្កាមានខ្លួនប្រដាប់ហើយក្នុងអាស្រមជារមណីយដ្ឋាននិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌព្រះអង្គកាលទតឃើញកុមារទាំងនេះពាក់កំរងផ្កាមានខ្លួនប្រដាប់ហើយកំពុងលេងក្បែរអាស្រម ដែលជាទីត្រេកអរនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌទពលេខ207មហានិបាតវេសន្តរជាតកទី10ហេមវន្តកានកាលព្រះអង្គទតឃើញកុមារពាក់កំរងផ្កាកំពុងរាំក្នុងអាស្រមជារមណីយដ្ឋាននិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌកាលណាព្រះអង្គទតឃើញកុមារពាក់កំរងផ្កាកំពុងរាំលេងក្នុងអាស្រម ជាទីត្រេកអរនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌកាលណាព្រះអង្គទតឃើញដំរីធំជាកញ្ជោជាតិមានអាយុ60ឆ្នាំត្រាច់ទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌកាលណាព្រះអង្គទតឃើញដំរីធំជាកញ្ជោជាតិមានអាយុ60ឆ្នាំត្រាច់ទៅមករលងាចរកព្រឹកនិងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិកាលណាដំរីធំ ជាកញ្ជោជាតិមានអាយុ60ឆ្នាំកាលដើរទៅខាងមុខនៃវងដំរីនិងវងដំរីឈ្មោកនិងវងដំរីញីនិងវងដំរីឈ្មោលហើយបន្លឺកោចនាតព្រះអង្គបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដំរីបន្លឺកោចនាតនោះហើយនឹងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌកាលណាព្រះអង្គទតឃើញដល់ព្រៃសងខាងផ្លូវជាទីឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងព្រៃដដែលដាស់ដោយមរឹកសាហាវ នឹងមិនរលឹករាជ្យសម្បត្តិខណ្ឌព្រះអង្គទតឃើញមរឹកជាបញ្ចមាលេនីដើរមកនឹងឃើញពួកកណ្ដោដើរកំពុងរាំ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ
ca co sang rập bỏng vọt nập trung khẳng trường nâng khẳng cả đại miên chùm luôn. Mùa rồi xám sập lòng nốt, miên bố tập bò đi sạc bán cho ruộng cho co sang chùm luôn. Đóp lòng hời, nơi khóa chùm luôn. Mùa rồi mập hay lòng tiền, rí ai mùi lòng, miên tổ tưng bảy mạch. Còn bố bầy mẹt riêng ất mập hầy, bông bẹt lực các bác ra chân nạc bồ ràn khả mái, đồng bố bọc các bường bùa xe ra mạch mùi phlọng, lại bàm bầy rối đồ là bởi cho chi sở mạc cùng khía buồn nẹ nốt, nốt mà nẹ, rồi cho bà cháy cò sang chùm luôn, bì rối đồ là so so bà sát thảm rũng. Nơi khóa chùm nguồn xám sập phì đợm, xó xó thì khá nông mùi đợm, miên tầm hôn bay tắc buồn trúng, còn buộc bàm bầy mẹt, khá nông mùi đợm, lại mùi bòn bàm rối, đồn là, cà chô đáp chạc bà bốt trúng tùm, mùi chú mua, mùi rôi ha sấp đồn là, nơi khóa chùm nguồn ha sấp chú mùa tiệt, ai cà chô ra tầm nạc bà lãng kết trầm ngày đi, nơi khóa chùm nguồn lóc bà mùi chú mùa tiệt, khá nông mùi chú mua mùi chú mua, thầy bây rối đồn là, rõ sơ mất thịt hoa khẳng lỡ bà bốt tầm bà đi sạch, bà miên là tập hiệp để nốt, nốt có ai chô ruông chô cò sáng, tam sạch thiết thuần thiến, bà miên cùng nọt lời đáp cạp sải tam thì dạ thành chọn tu diệt tốt tổ cỏ nông lý ti đầm đầm sầy sầy chắp pi đồng vuông mong chất môi đồ xiêu tỏ tử riêng rồi ngày tu sơn la đang đáp tam bần đang bờ đồng miền sừng cụm YouTube đăng về sự bộc đại miên là sai giả than chi ở sọ khải pre ọt đom mặt cây nô và nỉ chỉ riêng rồi ngày tầm đạn tầm nông xa xua bò đồng miền phước đá rưới châu bà chạy cỏ sáng một nhóm bà cá rô na thỏa phiệp ta mà dạ lấy tù sạp lấy sôn đọc bỉ pram môi rôi học sập nâng pram rôi hạ sập đòn tiết sôn đọc bỉ pram môi rôi học sập nâng pram rôi hạ sập rứ sôn đọc pram pram môi rối học sập, nâng pram rối hạ sập, sôm ạ lụ mô tiện nghiệp bôn mô hà bồ thê phì sai bà bụt bà đê mà trung tùm, bần đòi đắp pram bầy mạch cực bà ong nâng cực khní. Đồng nâng sẽ đây bì mô hà bì thị bồn, khăn nông bút theo bà đồ, nấy vô trò bèng chú. Sở xó mùi rối pram bầy, chắp bì thang ngay sáu đắp pram cát bình bà rô mây này khải mía. Thang ngay ạ tật mùi rối, thang ngay chán bì rối, thang ngay ổng kia bầy rối, nâng thang ngay bút buồn rối, khải mía. Chân nam thóc băng chả xạ, bút xạ cả rạch bì bón pram rồi học sắp pram bì. Đại trái nâng thang ngay tì mập hầy buồn, tì mập hầy pram, tì mập hầy pram mùi, tì mập hầy pram bì, nâng tì mập hầy pram bầy. Khai công phẹ, chân nam bì bôn mập hay buôn kháng bốc ni tỏ tử, khu nông bút theo xa xa nạ bản đồ. Này vót xo xo mùi rối bàm bây tập bèng chục, xong cách xa mạng rộng khăn bố xài chế đi chế thê ni phụng bình. Nâng miên tạo rục vơ đơ mà hà bì thị bốn thông thông, chấm luôn buôn bốn đôi kháng rộng đi. Mùi bốn bị cả bộ chìa, bì bốn sốt xa vạch xe cùng bì bạc rai bì đọc bà chạm chân nam. Bảy, bọn chlong, bà bút bà đề má, nâng tên bà niêm chú mô bút thơ bò đề sát, để bàn cho ruông bò đề chạc bà chay cho cỏ xà. Bốn, bọn mò hà bút thiếp thì xảy, bà bút bà đề má trùng tùm ở đôi đắp rằm bầy mạch sáng bì thơ ngọp nùng, nâng tì bàm. Bọn ếch bà tiếp, đoàn hai bà tiếp, bọn hai bà tiếp, đá chân trọng, nâng ổng côi xa mà thị ốc rộng chật, chùm nuôn buôn giúp nâng bàm ngày. À xa rai đi bán bà kênh nâng chùm riêng chuông khẳng lửa đi, xôn bút thơ bò đi xa chia bì xe, bè kà rà ná cổ bà ổng nâng nhôm nhiệt là thỏ, đá chìa mà cha châu ruông bò đi chạc bà cháy cỏ sáng, bà bút bà đi bà ổng đi, xôn bà mê ta, triêm châu ruộng khu nông mà hà bì thị bồn nếp bê kháng bục đi. Ở bàn chán có khó cực bà ổng nâng cực nìa. Tốt chìa ca chlong sạch thịa nâng sạch đây chỉ đặt là rồi bò dương chìa bút thật xa xa nít cả chừng.